Anh có thể giải mã cho em tòa thuyền hình cái buồm được không? Thủa xưa người châu Á sẽ đi những con thuyền buồm này sang châu Âu để giao thương. Vì vậy người ta mong cho thuận buồm xuôi gió để chở những phần hàng sang châu Âu được an toàn. Vì vậy cho nên cánh buồm này biểu tượng cho sự may mắn trong kinh doanh. À, anh khuyến mại luôn cho em về giá nhá. Đây là tờ tiền 100 đồng thuận buồm xuôi gió của Indonesia phát hành năm 1992. Tờ này thì có giá trên thị trường là từ 30.000 đến tầm 50.000 em ạ. Này với em. Cảm ơn anh. Ok em ơi. Tiền. Định giá mọi là tiền.